Triển lãm nghệ thuật đúng là nơi hẹn hò lý tưởng. Nhìn đây, đồ chơi Pop It bằng bạc. Đừng động vào, Jack. Ồ, quá muộn rồi. Ơ, tôi đi đây. Đứng lại đó. Cậu không được phép động vào hiện vật. Cẩn thận đó. Ôi không, Joshua phá hỏng một bức tranh rồi. Cái gì? Tôi sẽ đưa cả hai cậu vào tù. Hỗn độn quá đi. Nào, đứng ra đây. Cậu mọt sách phải chụp ảnh chân dung tội phạm. Cậu ấy không biết phải tạo dáng thế nào trước ống kính. Xem ảnh nào. Cái gì? Eo ơi, ảnh xấu quá đi. Phải chụp lại thôi. Được rồi, giờ tấm bảng cao lên xíu. Như thế này sao? Cao lên nữa. Cao lên nữa. Ôi không, nó che luôn mất mặt cậu ấy rồi. Được rồi, hoàn hảo rồi đó. Cứ giữ nguyên tư thế như vậy nha. Đi thôi nào, đến lúc chụp ảnh chân dung tội phạm rồi. Đây, cầm lấy cái này. Cậu vận động viên thích tạo dáng chụp ảnh lắm. Ồ, tập trung vào. Thế này đã đẹp chưa? Ok, chụp xong rồi. Ha, người đâu mà. Nhưng mà có ảnh chụp đây rồi. Đẹp trai quá. Cô cảnh sát phải lòng cậu ấy rồi sao? La 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 la. Này, nước của cậu đây. Cứ để đó đi. Cảm ơn cậu nha. Mùi gì vậy trời? Có vẻ như tập thể dục xong, người cậu vận động viên bắt đầu bốc mùi rồi. Nhưng cậu ấy chẳng quan tâm. Ôi trời ơi, mùi ghê quá. Này cậu kia, đi tắm rửa đi. Được thôi. Ôi, à, không chịu được. Cậu ấy quyến rũ quá. Cô cảnh sát rất thích vẻ đẹp trai của Jack. Cô ấy còn đưa cậu ấy chìa khóa đặc biệt nữa. Đây là chìa khóa để vào nhà tắm của cảnh sát. Cho cậu đó. Ồ, cảm ơn nha. Người đâu mà may mắn vậy. Cậu ấy có thể đi tắm nước ấm rồi. Trong lúc đó, cậu mọt sách bị bỏ lại một mình. Này, tôi đâu thể tự bê xô nước này được. Ôi không, xô nước này vô dụng rồi. Đến giờ ăn trưa rồi các cậu. Yeah, có đồ ăn rồi. Đói quá đi. Hả? Cái thứ gì đây? Trông ghê quá à. Eo ơi, hai cậu không thích đồ ăn trong tù chút nào. Nhưng có vẻ cậu mọt sách đã nghĩ ra cách để cải thiện bữa ăn rồi. Tôi biết phải làm gì rồi. Tránh sang một bên đi. Này, có cần tôi giúp hay không? Hả? Tôi có thể giúp cô giải trò đó. Ờ, à, được rồi. Được rồi, đưa đây nào. Cậu mọt sách chơi trò ô chữ giỏi lắm. Nhìn cậu ấy chơi kìa. Nhanh quá đi. Xong hết rồi. Cái gì? Nhanh vậy sao? Yeah, cậu ấy giải được hết rồi. Tôi chơi mãi mà không giải được đó. Biết sao không? Được cái bát kinh khủng đó đây. Cậu xứng đáng được ăn gì đó ngon hơn. Bánh pizza nha. Yay, bánh pizza. Sao cơ? Tôi cũng muốn. Thật là bất công. Nhưng cậu vận động viên cũng biết cách để đạt được thứ mình muốn đó chứ. Hey, cô cảnh sát này. Gì thế? Ôi, nhìn mặt cậu ấy kìa. Làm sao mà cưỡng lại được chứ. Trái tim cô cảnh sát tan chảy luôn rồi. Này cậu kia, đưa pizza đi. Đưa đi. Của cậu đây tình yêu. Cầm lại đồ ăn đi này. Cái gì? Giỏi lắm Jack. Cậu ấy được ăn pizza rồi. Nhưng nó là của tôi mà. Tôi phải bỏ công bỏ sức ra đó. Đưa đây cho tôi. Còn lâu tôi không cho cậu lại gần pizza đâu. Bột protein. Chỉ cần đổ vào chút thôi. Eo ơi, kinh quá. Cậu ăn đi. Tôi ăn cháo cũng được. Mòn quá đi. Thật tuyệt. À, quyển sách này thú vị thật đó. Hả? Cô ấy đang cầm cái gì trong tay vậy? Sơ đồ thoát hiểm ư? Tuyệt quá. Mình phải lấy cái đó mới được. Này, cô cảnh sát có khỏe không? Yêu ơi, cậu làm cái gì vậy? Để tôi yên. Mình biết ai có thể giúp rồi. Này Jack, ra bắt chuyện với cô cảnh sát đi. Chào người đẹp. Chào cậu. Có vẻ là thành công rồi đó. Trong lúc cô ấy đang mất tập trung, cậu mọt sách lén lấy sơ đồ thoát hiểm. Lén lút quá đi. Thôi đủ rồi, tôi là cảnh sát cơ mà. Tôi đi đây. Jack, Jack, nhìn xem tôi có cái gì nè. Sơ đồ thoát hiểm đó. À, cậu vận động viên chẳng quan tâm. Cậu ấy đang bận tập để giữ dáng rồi. Này Jack, cậu có biết dùng xẻng sẽ rất là... À, nặng quá. Được rồi, khi đào đất thì sẽ cần đến tất cả các nhóm cơ. Hả? Sao lại nâng xẻng? Phải dùng nó để đào chứ. Ờ, được thôi. Nếu tập kiểu đó mà hiệu quả thì được. Cậu mọt sách có kế hoạch gì nữa đây? Ồ, nhìn kìa, cậu vận động viên đã đào được kha khá rồi đó. Cẩn thận, cô cảnh sát tới rồi. Đang làm gì vậy hả? Định đào tẩu sao? Tao lên mọt sách, giấu sơ đồ thoát hiểm đi. Thật không thể tin nổi.
Nhưng cô cảnh sát ơi, tôi chỉ tập thể dục thôi mà, tốt cho cơ bắp lắm đó. Đúng rồi, rất tốt cho cơ bắp mà. Tôi chỉ đang tập thể dục thôi cô thấy đó. Vậy sao? Vậy tôi có bài tập này còn hay hơn nữa. Chuyện gì thế này? Ơ, nhìn kìa, cô cảnh sát bắt họ phải lấp lại cái hố vừa mới đào. Định tẩu thoát thì sẽ phải nhận hậu quả thôi. Này, tập thế đầy hiệu quả thật đó. Nhìn cơ bắp của tôi này, to hơn hẳn luôn đó. À, thật đó hả? Nào nhanh lên. Nè, đừng có đẩy mà. Trời, xếp hàng ở đây làm gì vậy? Cuối cùng cũng đến được mình. Của cậu đây. À, tiền. Được rồi, để xem tôi có thể làm gì nào. Ấn tượng đó. Cả đống người đang xếp hàng để nhờ cậu mọt sách làm hộ bài kiểm tra. Wow, cảm ơn cậu nhiều nha. Người tiếp theo. Xin chào, tôi cần cậu giúp giải bài này. Mau lên nha. Này cậu kia, hết giờ thăm tù nhân rồi. Chuẩn bị dọn dẹp đi. Vậy nếu tôi đưa cô chút tiền thì sao? Cô cảnh sát là người nghiêm khắc, nhưng đâu ai cưỡng lại được tiền. Vậy thì được, cậu có thể ở lại thêm xíu. Yay! Càng ở lại lâu thì càng kiếm được nhiều tiền. Ôi, ước gì có người đến thăm mình. Vui lên đi, ít nhất ở đây cũng có cô cảnh sát mà. Jack cũng bắt đầu mơ mộng rồi. Này Jack, em yêu anh. Dậy đi, chàng mộng mơ. Này, đang làm gì đó? Sao cũng được, nhìn ảnh chụp máy của cô ta này. Xấu xí nhỉ? Còn đây là ảnh chúng tôi ở bữa tiệc của Madison. Này, có nghe không đó? Dậy đi. Ồ, mấy giờ rồi? Nhìn kìa, hết giờ thăm tù nhân rồi đó. Ôi trời ơi, ai thèm quan tâm chứ. Cậu không được đi đâu hết, ngồi xuống. Đang nói đến đâu rồi nhỉ? Có lẽ ngồi một mình cũng không tệ lắm đâu. Cứu tôi với. Các cậu đang làm gì thế nhỉ? Có thế chứ, ngầu giả mang. Xăm hình này sẽ đẹp lắm đây. Thật là nóng lòng quá mà. Trong lúc đó, cậu mọt sách đang bận làm bài tập toán. À, mình cần thêm giấy. Ồ, ở đây có một tờ nè. Viết lên tờ này cũng được. Ôi không, đó là hình xăm Jack vừa vẽ. Nhưng cậu mọt sách cũng không thể ngồi yên khi đang có hứng học được. Tuyệt quá. Cuối cùng cũng giải xong phương trình này rồi. Xem ai đến này. Cô cảnh sát đưa thợ xăm đến phòng giam. Cậu muốn xăm hình hả? Ôi không, không phải tôi. Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi mới là người muốn xăm đây. Tất nhiên rồi. Được thôi, bắt đầu nào. Tôi muốn xăm sau lưng. Tôi có cả hình rồi đây, để ở trên bàn kia kìa. Cái này sao? Cậu chắc chứ? Tất nhiên là chắc rồi. Được rồi, cậu thích thì tôi sẽ chịu. Ôi không, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cậu vận động viên không được xăm hình mình hết rồi. Phiêu. Cuối cùng cũng xong. Xăm hình này khó thiệt đó. Này mọt sách, xem hình xăm mới của tôi này. Ngầu nhỉ? Cái gì? Ôi, có vẻ như anh thợ xăm đã nhận ra là mình đã lầm rồi. Này, có vấn đề gì vậy hả? Cái gì? Anh đã làm cái gì vậy? Tội nghiệp cậu vận động viên. Đưa đây cho tôi. Cậu thấy buồn cười chứ gì? Hả? Không, đừng chọc kim. Đừng chọc kim vào người tôi. Hả? Hả? Đã có chuyện gì? Không có hình xăm nào. Hết cả hồn. Đừng vội chắc chắn như vậy. Buồn ngủ quá. Được rồi, hai cậu tắt đèn đi. Đến giờ đi ngủ rồi. Vâng. Giờ giấc đi ngủ trong tù khá là nghiêm đó. Nên là cố mà tuân thủ đi. Ngủ ngon nha. Này, mọt sách. Cậu làm gì vậy? Chơi trò gì đi? Kể chuyện ma hả? À, không, tôi không có thích chuyện ma, sợ lắm. Để tôi kể trước. Ngày xưa có một cậu mọt sách học giỏi nhất trong lớp. Thế rồi đến một ngày. Sao? Điểm F hả? Bài nào cũng bị điểm F sao? Không. Không, tôi không thích câu chuyện này chút nào. Đưa đi. Đến lượt tôi. Được rồi, nghe đây. Ngày xưa có cậu vận động viên khỏe nhất trong phòng thể dục. Thế rồi đến một ngày, cậu ấy không nâng được quả tạ nào. Cậu ấy trở nên yếu hơn. Hóa ra cậu ấy đã biến thành một học sinh mọt sách. Hả? Không. À, không. Tội nghiệp Jack. Cậu ấy sợ mất cả mật luôn. Sợ đến nỗi phải tập thể dục giữa đêm để chuyện đó không bao giờ thành sự thật. Bình tĩnh nào, chỉ là một câu chuyện thôi mà Jack. Thế này thì ngủ làm sao được. À,
Mình có ý này. Cậu ấy đang làm gì thế? Cậu ấy đang gãy song sắt như gãy đàn hạt vậy. Thế mà có tác dụng thật kìa. Cậu vận động viên đã ngủ luôn rồi. Đúng rồi đó, nghỉ ngơi xíu đi cậu bạn. Mơ đẹp nha. Không có gì thích hơn việc tập thể dục. Jack nè. Hả? Cậu tới phòng gym làm gì? Cậu cũng định tập thể dục đó hả? Ờ. Tôi sẽ luyện giải toán nhanh. Wow, cậu mọt sách không đùa đâu. Cậu ấy giải toán nhanh thật. Cậu vận động viên phải cố lắm mới bắt kịp đó. Sao cậu ta giải nhanh vậy trời? Dạ, hết giờ. Làm kỷ lục mới rồi. Yay. Ồ, cậu vận động viên không phục chút nào. Cậu ấy ghen tị lắm luôn. À, sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó? À, hạ tôi xuống. Chà, thế này mới gọi là nâng tạ chứ. Cậu vận động viên cũng đã làm kỷ lục mới rồi. Cậu vận động viên đang xem thể thao trên TV. Đúng rồi, cố lên. Gì mà đam mê vậy? Trong lúc đó, cậu mọt sách đang cố gắng tập trung chơi cờ vua với chính mình. Đúng rồi, cố lên nào. Ây, ồn vậy sao mà chịu được? Gáp TV sao? Chà, chắc là mình có thể làm gì đó với nó. Cậu mọt sách đang cố làm gì vậy nhỉ? Cậu ấy đang cắt dây cáp. Hả? Cái gì vậy? TV bị ngắt rồi. Sao không bật lên được nữa? Đúng là một kế hoạch xấu xa. Nhưng đổi lại thì cậu mọt sách cũng có thể tập trung chơi rồi. À! Ôi không, cậu vận động viên bị điện giật rồi. À, có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ Jack? Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? Cậu vận động viên cư xử lạ quá. Này, cậu làm gì với kính của tôi vậy? Ôi không, cậu vận động viên biến thành người mọt sách rồi. Là do bị điện giật sao? Chơi một ván đi. Liệu ai sẽ thắng đây? Ôi không, không được rồi. Cậu ấy đang trên đà thắng. Sao lại có thể như vậy được? Đây là cơ hội cuối của mình. Cậu mọt sách đang bí thế khi chơi cờ vua. Bình thường chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Lại còn đang đấu với cậu vận động viên nữa chứ. Thật là bẻ mặt quá đi. Ồ, tôi hậu đậu quá à. Để tôi nhặt cho. À, phải thủ tiêu đối thủ này thôi. À! Jack lại bị điện giật thêm lần nữa. Cậu thấy có sáng dạ không? Cậu muốn gì từ tôi? Lùi lại đi. Mà tôi ngồi đây làm gì vậy chứ? Kỳ thật đó. Yeah, cậu ấy trở lại rồi. Có vẻ như Jack lại đang hành xử giống một vận động viên thứ thiệt rồi. Hòa bình thế giới đã được khôi phục. Được rồi, TV lại bật được. Yeah. Đừng cố thay đổi điều gì mọt sách à. Mọi chuyện không tệ đến như vậy đâu. Không. Ôi không, Salo sẽ bị bỏng mất. Không còn thời gian để đeo đôi găng tay xa qua đó lên nữa đâu. Đợi đã, bà đến đây cháu yêu. Cuối cùng bà ngoại cũng nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Ra cứu cô bé đi. Wow, bà cứ như siêu nhân vậy. Mà vẫn sang chảnh như mọi khi. Bà sẽ dùng mẹo với móc treo quần áo. Đó chính là cách ta cứu thế giới đó. Giờ thì Charlotte đã có thể tận hưởng món ăn một cách an toàn rồi. Nhưng mẹ cô bé trông giận dữ quá đi. Lần này bà ngoại đã nhanh trí hơn mẹ rồi. Để xem ai là một người cứu hộ giỏi hơn nha. Ôi không, có vẻ như Charlotte đang bị cúm. Nhanh lên nào mẹ ơi. Con cô đang cần uống thuốc đó. Để xem nào. Tuyệt. Nhưng bà ngoại cũng đã mang phần thuốc của riêng mình đến rồi. Là vitamin C. Quả cam chứa nhiều vitamin C lắm đó. Bà ngoại khỏe lắm luôn. Nên là bà dùng tay không để ép cam luôn. Có lẽ hồi trẻ bà đã từng là một người lính. Bà ép được mấy quả cam rồi. Để thử uống xem có hiệu quả không nha. Cô bé đi đâu vậy? Ồ, nhìn kìa. Cô bé lại tràn đầy năng lượng. Cô bé làm cái gì cũng nhanh nhẹn. Xin lỗi nha Madison. Nhưng lần này bà ngoại lại thắng rồi.